Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2009. Thưa các vị, là đời sống của chúng ta ở nơi đây thì giờ qua rất là nhanh. Chúng ta phải chạy lại rất là cực để đuổi kịp thì giờ. Và dường như ngày tháng ở Mỹ nó đi nhanh hơn ngày tháng Việt Nam. Có điều may mắn là người sinh sống trong đất Mỹ thì chậm già hơn người ở Việt Nam. Có điều người ta thống kê thì thưa các vị, là trên đất Mỹ này bị tai biến rất là nhiều. Bệnh tim chết trên đất Mỹ này dường như cao nhất trên hành tinh này. Đó là mình nói về cái khổ của đời sống vật lý, đời sống của thân. Rồi nói đến cái khổ của đời sống nội tâm thì thưa các vị, người Mỹ hay là người Việt sống trên đất Mỹ, cái khổ cũng không có phải là ít hơn người Việt Nam. Nơi đây chúng ta có cái điều kiện đủ ăn, đủ mặc, không phải sợ trộm cắp, không phải sợ nửa đêm ai vô kiểm tra hộ khẩu gì cả. Thế nhưng mà chúng ta có những nỗi sợ khác, cũng bất an, cũng ưu tư, cũng dằn vặt, cũng khổ đau, giống như bao nhiêu nơi khác. Rõ ràng là chúng ta chạy tới phương nào, cái khổ nó đeo theo chúng ta tới chỗ ấy. Tôi chưa biết là các vị chạy lên tới cõi trời có khổ hay không, nhưng mà rõ ràng là trần gian này, đất Mỹ là vùng đất hứa của những người Việt. Ấy vậy mà chúng ta sống ở đây, có người 30 năm, 40 năm, có người 20 năm, có người sinh trưởng ở Việt Nam qua đây. Thế nhưng mà chúng ta đều có một cái đồng cảm với nhau là nỗi khổ nó không buông tha, nó có mặt trong đời sống của từng người nơi đây. Và mình cứ nghĩ mình không phải giàu có lắm cho nên mình khổ. Mình nghĩ chắc người giàu họ không có khổ. Nếu các vị chịu khó làm một cái thống kê giống như người Mỹ, có những người tỷ phú hỏi thăm họ, họ nói cho mình nghe. Và tôi không cần phải hỏi, không cần phải làm thống kê, tôi cũng dư biết một điều là họ cũng giống các vị. Hỏi họ, họ cũng nói họ khổ. Và tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình bỏ quê hương khó nghèo tìm tới quê hương này, cái điều kiện vật chất nó đầy đủ, nó sang cả, thế mà mình thủ đắc sở hữu bao nhiêu năm ấy vậy mà nỗi khổ nó vẫn không buông tha này. Thế rồi cuộc đời còn lại đây cho tới tuổi các vị trả hình hài về cho các bụi, chắc chắn cũng thế thôi, cũng cái buồn, cái giận, cái khổ đau nó lần lửa nó đi theo chứ không cách gì đuổi được cả. Cái điều này dường như rất là thật. Chỉ có những trái tim, những tấm lòng biết tu tập giỏi thì quả mai loại trừ được cái khổ. Bằng không thì thưa các vị, đời sống chúng ta hết một kiếp này, chúng ta trở lại hành tinh này, chúng ta sống là một kiếp nữa, rồi nhiều kiếp nữa cũng vậy thôi, cũng quay một vòng tròn khổ đau gắn liền đời sống chúng ta thế thôi. Và có câu chuyện vui tôi kể lên đây rất là dễ nhớ để công hiến cho các vị. Có bà già kia, buổi tối bà đi tới đi lui ngoài con đường cái mà kiếm, mà trời thì tối, càng ngày bà càng khòm mà nhìn cái đường. Người ta thấy tội nghiệp hỏi chứ, bà kiếm cái gì, tối rồi mai hãy kiếm. Bà nói không, tôi mất cây kim cho nên tôi kiếm hoài không được. Người ta cười mà nói cái bà lắm cảnh, giờ này làm sao kiếm kim, bà mất ở đâu, chúng cháu đốt đèn kiếm giùm. Bà nói ây chà, già này mất ở trong nhà. Thế nhưng mà trong nhà tối quá không có đèn cho nên ra đây kiếm nó thôi.
câu chuyện nó ví dọn hay. Thế nhưng mà thưa các vị, không phải các bà già kia lắm cấm đâu. Khi bà trả lời lại, bà nói niềm vui hạnh phúc của các vị nó không phải ở ngoài. Thế mà các vị chạy ra ngoài, các vị kiếm cũng giống như già này bắt cây kim trong nhà và ra đường kiếm, khác gì nhau đâu. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái niềm vui hay hạnh phúc nó ở trong trái tim ta. Khi lòng các vị có tu tập chuyển hóa thì niềm vui hay hạnh phúc nó có mặt. Lòng ta mà chưa chuyển hóa thì dù cho của cải vật chất hay là các vị thành đạt bất cứ một cái điều gì trên cuộc đời này, các vị vươn đến cái đỉnh cao của xã hội mấy nữa thì bất hạnh nó vẫn đi theo. Và chúng ta thì cứ bụng về, chúng ta đi ra ngoài kiếm thôi, mắc cây kim trong nhà, ra ngoài đường kiếm. Trong nhà tối quá không thấy đường, cho nên ra đường kiếm. Đó là tình trạng chung của chúng ta. Nhìn lại thì chúng ta cũng lẫm cẩm như bà cụ kia. Và khi các vị cảm thấy lòng mình nó tràn ngập bất an, nó ưu tư, nó phiền muộn, hoặc các vị cảm thấy là mình rất là bức xúc khi thua thiệt, khi giận tức, khi thấy mình chưa được cái này, chưa có cái kia, thế thì các vị biết là chúng ta đang ra ngoài đường kiếm cái kim rồi đó. Trong khi đó thì cái cần kiếm là bên trong nhà chứ không phải bên ngoài. Và cái điều này mình chỉ cần nhớ một chút thế thôi, thưa các vị, mình bớt được bao nhiêu điều phiền muộn bất an. Mình bớt trách cứ người nọ, trách cứ người kia, bớt so sánh cái hơn cái thiệt với bao nhiêu người xung quanh. Có khi nghèo không khổ, mà khổ là tại sao? Thấy người ta giàu hơn mình cho nên mình khổ, chứ không phải nghèo khổ đâu. Có khi bất tài không phải là khổ, thế nhưng mà thấy người ta hơn mình, học hành đỗ đạt, làm ăn thành công cho mình khổ. Con mình, thưa các vị, có khi nó như thế là đủ hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà khi mình nhìn đến con nhà hàng xóm, mình thấy con người ta sao nó đỗ đạt liên tục, học đâu đổ đấy, bác sĩ kỹ sư không, có công ăn việc làm. Con mình năn nỉ gần chết, nó không chịu học. Thực ra thì nó học hay không học gì thì cái quan trọng là tính cách của nó, niềm vui của nó, đời sống của nó, phẩm chất đời người an lạc hay không, chứ không phải cái chuyện học thành đạt, đó là cái đích chính của đời sống. Thế nhưng mà mình không bằng lòng điều đó, mình cảm thấy con mình rất là thua thiệt, cho nên mình khổ vô cùng. Rồi hình hài mình như thế này, khỏe mạnh, đi đứng được trên mặt hành tinh là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mình thấy người kia, luôn luôn là mình thấy bên ngoài thôi à, những cái mơ ước có thêm, mơ ước có hơn, mơ ước mọi thứ nó đến với các vị, cho nên mình cảm thấy bất an, không hài lòng, không thỏa mãn với đời sống của chính mình. Và tự nơi tâm thức các vị điều này có mặt, đó là cái sự dằn vặt khổ đau đốt cháy thân tâm ta, nó có mặt liền thôi. Bất an, giận tức, cay đắng với cuộc đời, những cái điều đó nó giam nhốt đời sống ta rất là tù ngục. Cho nên thưa các vị, Đức Thế Tôn có một câu là giáo pháp của ta rất là thực tiễn, hãy đến để chứng nghiệm. Không phải mình niệm Phật, mình cầu vãng sinh ở cảnh giới nào để có được niềm vui. Ngay bây giờ ở đây, nếu các vị thực tập được buông xả hết những cái tâm rủi rong hướng ngoại tìm cầu, thì đời sống của các vị vượt thoát nỗi khổ liền thôi. Ngay nơi thân phận con người, chúng ta vượt thoát được kiếp khổ của đời người. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thì thưa các vị là cho dù các vị là tiên nhân hay là những vị thiên của cõi trời, các vị vẫn cứ cay đắng, lòng của các vị vẫn tràn đầy giận tức, bất an, ganh tị thôi. Không cách nào vượt thoát khổ đau được. Khổ đau là cái có mặt trong tâm ta. Buồn giận bất an cũng là cái có mặt trong tâm ta. Niềm vui hạnh phúc, hay nói một cách cao vời hơn, đó là trạng thái niết bàn hay là cực lạc có mặt trong trái tim của các vị. Các vị niệm Phật, các vị tu tất cả pháp môn, các vị thành đạt được tự tâm của các vị, thì các vị chuyển được hoàn cảnh xung quanh liền. Đời sống ta thế nào, hoàn cảnh xung quanh ta thế ấy. Ta chuyển tâm ta được thì thưa các vị, vẫn hoàn cảnh như thế, vẫn ngôi nhà như thế, vẫn chiếc xe như thế, thế mà hạnh phúc đến liền.
niềm vui đến liền. Cảnh giới hoàn toàn này, thế nhưng mà tâm các vị đổi thay, thì thưa đại chúng là cảnh giới này không phải như các vị thấy đâu, nó khác. Như Lai ấn túc tại địa pháp hoa. Trong kinh Di Hoa Cật có đoạn rất hay, mình chợt nhớ mình nói đây các vị chứng nghiệm điều này. A Nan nói là mười phương đức Như Lai tu hà sa công đức lành, cho nên khi chứng được chánh giác thì cõi nước của các ngài đều làm bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não, đẹp và trang nghiêm. Đức Thích Tôn của chúng ta cũng tu hà sa kiết, trải thân bố thí cúng dường, tu muôn hạnh lành. Thế nhưng mà thế giới Ta Bà của Thế Tôn tại sao mà gò nóng gai góc hầm hố, chúng sinh thì tật bệnh ốm yếu, khổ đau tràn đầy. Chư Thiên đó, thưa ngài A Nan, với con mắt ngài, ngài thấy thế, nhưng mà với chúng tôi thì cảm giác Ta Bà này đẹp vô cùng, không kém gì cảnh lưu ly của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không thua gì cảnh giới Tây Phương của Đức A Di Đà đâu. A Nan còn đang ngẩn ngơ, không biết phải tin hay là không tin. Thế Tôn nói này A Nan, ông hãy nhìn lại cảnh giới Ta Bà mà coi. Như Lai lấy ngón chân cái ấn xuống đại địa này, lập tức là thưa các vị, hoàng kim mãn địa, đất thành vàng ròng. Ví như lúc đó có các vị thì các vị lượm bỏ túi miếng đất, đỡ khổ vô cùng để dành được. Thưa đại chúng là con mắt của mình đó, nếu mà nó được đổi thay bằng cái quan niệm đời sống của các vị thôi, thế thì cũng cái nhà ấy, cũng con đường ấy, thế nhưng mà nó khác. Cái con người kia bình thường mình ghét cay ghét đắng như thế, thế nhưng mà trong lòng các vị có một cái niềm vui tràn đầy thì các vị nhìn thấy người kia khác. Các vị mà mất của, con mắt của các vị nhìn đâu, các vị cũng thấy tên nào cũng là ăn trộm cả. Mình mất tiền rồi là nhìn vô nhà thấy ai cũng có thể là ăn trộm. Mắt ta hồ nghi ta thấy như thế, mắt ta tràn đầy niềm vui thì ta thấy khác. Đây những Phật tử mà có con trai chừng 17, 19, 20, bữa nào nó đi học về nó quýt sáo, mặt của nó rạng rỡ như thiên thần, nó biết có chuyện rồi đó. Không biết chuyện gì, chuyện xảy ra rồi. Rõ ràng là bên trong tâm thức các vị thế nào thì đời sống bên ngoài nó như thế ấy thôi. Tất nhiên là trong đời sống của chúng ta, thưa các vị là nếu mình may mắn mình đến được hương vị Phật Pháp, mình đến một vài bài kinh của Đức Thế Tôn dạy, mình học vào kinh văn của Đức Phật dạy, những lời đầy vẻ giác của Đức Thế Tôn, và mình tu tập cho giỏi, mình chuyển hóa được thân tâm của mình, thì thưa đại chúng là đời sống của mình vẫn còn là phạm nhân như thế này. Thế nhưng mà các vị đã vượt thoát khỏi thân phận của con người bình thường trong cuộc đời, và cũng một hình hài như thế này, sống trong hoàn cảnh tiện nghi, trong một xã hội phát triển như thế này. Thế nhưng mà nếu mình không khéo nuôi dưỡng mình, không khéo tu tập, thì tâm thức của mình nó thấp xuống hơn cái chừng mực của đời sống của người văn minh ở nơi đây. Có những người họ sống ở trong cái quê hương khó khăn, nghèo đói, chậm tiến, thế nhưng mà cái phước của họ là phước của một vị thiên. Thế cho nên dù là hoàn cảnh hoạn quạ đau thương mà họ vẫn cứ sống rất là phơi phới à. Không thấy chiến tranh gì xâm phạm đời sống họ cả. Họ không cảm thấy lo lắng buồn phiền. Xã hội nó như một cái tấm lưới sắt, nó phủ trùm trên quê hương. Thế nhưng mà những con người đó dường như tấm lưới nó phủ không được họ. Họ phơi phới à. Cái phước của họ nó rất lạ. Rồi từ cái điều đó ta nhìn lại xã hội này được gọi là thiên đường. Ngày xưa ông bà mình nói sang như Tây rồi, ghê gớm lắm rồi, được đi Pháp rồi, ngon lắm rồi. Thế nhưng bây giờ không phải sang như Tây đâu. Tây thua nhiều, nghèo hơn nhiều. Mỹ, sang như Mỹ, nói như thế mới đúng, phải không? Cái mức độ phát triển của đất nước này thưa cao nhất trên hành tinh này. Lĩnh vực nào cũng thế cả. Về mọi lĩnh vực kỹ thuật, cái lĩnh vực nào nó cũng đứng hàng đầu cả. Về cái lĩnh vực nhân ái, nhân văn, thiện tâm, nó cũng đứng hàng đầu. Thế nhưng rồi lĩnh vực tội phạm thì nó cũng không phải của ai đâu, cũng đứng hàng đầu.
Và mình trở lại cái câu chuyện đó là tâm thức của ta mà không thay đổi thì thưa các vị sống ở giữa cái hoàn cảnh như thế này nhưng mà ta vẫn là những người đang chìm ngập trong nỗi khổ của những quê hương nghèo đói, của những nơi chậm tiến, của những hoàn cảnh thất học. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng là chuyển hóa tâm nó rất là cần. Và cái con đường chuyển hóa tâm không phải là cái con đường làm gì bên ngoài, mà con đường quay vào bên trong tự tâm các vị đi tu. Làm thế nào để quay vô đời sống bên trong của các vị đi nhận diện đi tu? Mình nói một vòng cái mình trở lại mình dẫn cái câu chuyện ở trong kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh 1 có câu chuyện rất là hay. Có một vị thiên đó, khi đêm gần sáng, ông hiện xuống ở rừng Kỳ Đà thăm Đức Thế Tôn. Ông đi thiền hành quanh Đức Thế Tôn một vòng rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi một bài kệ. Cái vị thiên tử đó tên là Chiên Đàn Kadana, họ dịch là Chiên Đàn. Ông hỏi mấy câu thế này: làm sao vượt bọc lưu, ngày đêm vững kiên trì, không trú không bám víu, ai không chìm vực sâu? Đó là câu ông trời đang hỏi. Bài kinh này rất là hay. Mình đọc lời kệ Đức Thế Tôn đáp rồi chúng ta chia sẻ bài kinh này chiều nay cho các vị học cái cách vượt bọc lưu. Thế Tôn dạy: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bọc lưu khó vượt. Vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc phiền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Cái điều đầu tiên chúng ta hỏi nhau, bọc lưu là gì? Bọc lưu là gì? Bọc lưu là suối đó, nó chảy cuồn cuộn từ trên đỉnh cao của ngọn núi, nó chảy xuống từ xa, mình thấy nó là một miếng lụa trắng treo trên trời rớt xuống, chảy liên tục, nó không có gì, và rất mạnh. Khi nó chảy rồi thánh kéo cũng không trở lại nữa, nó là bọc lưu. Đà Lạt tôi có một cái đập, đập Đa Nhiêm, chắc ở đây các vị nghe Đa Nhiêm. Sau chiến tranh của người Nhật, họ ra đi, họ bồi thường lại cho người Việt Nam, họ xây cái thủy điện Đa Nhiêm. Mình kể cái chuyện này nó liên hệ tới bọc lưu nha, chứ không phải mình kể cái chuyện để cho các vị nhớ quê hương đâu. Và họ xây một cái đập thủy điện, tức là một cái hồ đựng nước từ trên đỉnh cao của Lang Biang á, cái cao nguyên Đà Lạt á, rồi họ mới dẫn hai cái đường ống nước rất là lớn xuống dưới chân đèo. Và cái độ cao của con dốc đó chắc nó cũng khoảng 1000. Cái trữ lượng nước đổ từ dốc cao đổ xuống cho nên nó rất là mạnh, và nó quay được những cái tuột pin để nó phát điện. Và có một lần người ta muốn tu chỉnh đường ống nước lại, cho nên họ đóng nước lại, và những nhân viên họ đi vô trong đường ống bên trong để họ sơn. Và tới chừng sau đó, những nhân viên sơn đó họ đi ra ngoài thì mở nước để cho cái nhà máy điện nó vận động lại. Và khi mở nước phát giác ra còn một vài người chưa có ra kịp. Thưa các vị, khi cái lượng nước nó đẩy từ bên trên nó đẩy xuống và tới dưới chân núi, người ta tìm ra không còn một mảnh nhỏ của một áo, chiếc áo của người kia. Nghĩa là cái tuột pin nó quay và sức nước nó đẩy, nó là lúc mà dòng nước nó chảy rồi thì thánh kéo vô không nổi. Đó gọi là bọc lưu. Đức Phật muốn nói là đoạn tận hỷ và ái thì không chìm xuống vực sâu, tức là không có bị cái dòng chảy cuồng lưu đó nhận chìm. Đức Thế Tôn muốn nói cái gì? Thưa đại chúng là cái dòng chảy của sinh tử nó là như vậy đó. Nó vận hành, chưa có một người nào mà ít dũng lực và không nương thánh giáo của Phật mà có thể vượt thoát từ dòng chảy tử sinh. Nó mạnh như vậy đó. Nó nghiền nát chúng sinh trong ba cõi sáu đường, nên gọi nó bộc lưu. Đó là chuyện dòng chảy sinh tử vận hành. Rồi các vị nhìn bên trong tâm thức của các vị, cái dòng bọc lưu bên trong này rất là rõ ràng, sức mạnh của nó kỳ lạ. Nó cuồn cuộn, nó xoáy, và chúng ta không có cách gì vượt thoát được cả. Cái mà dễ nhận biết nhất là cái gì? Dòng chảy nơi các vị là
cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị, đó là một loại bọt lưu á, nó cuồn cuộn chảy, và sức mạnh của ta lâu không nổi. Năng lực của người trẻ còn có khả năng đề kháng được, thế nhưng mà tới già rồi, thưa các Phật tử, là các vị dù có duyên với Phật pháp thế này, nhưng mà cái năng lực ý chí của các vị nó theo với tuổi tác của các vị nó lão quá, chứ không phải như vậy đâu. Người già nào cũng đến cái lúc nhát gan cả, trẻ thì họ gan lắm, họ làm một cách không biết sợ đất trời chi, không sợ mệt nhọc chi, nhưng mà tới già chừng 40 tuổi trở lên thì người ta mặt nó hơi lưng rồi, là hơi sợ, hơi nhát, và cái năng lực ý chí nó cũng nhát theo đó. Tính thì nhiều mà làm thì ít, tính toán thì cái đầu này nó rất giỏi, nhưng mà bắt tay vào việc thì dường như người ta rất là ngại ngần. Đa phần tuổi già là như vậy, cãi nhau thì rất là hay, nhưng mà làm việc thì làm không có giỏi đâu. Theo tôi thấy vậy, cái tổ chức nào mà nhiều ông già thì coi chừng là tổ chức nó đáng ngại lắm. Các ông cãi nhau rất là hay mà bắt tay vào việc để làm thì các ông rất là ngại ngần. Cái đó là cái vụng về thứ nhất, là ta không khéo tu để cho tới lúc già thì năng lực của ta nó bị suy hao lão quá, là chúng ta muốn tu không có dễ đâu. Cho nên nhắc với nhau là cái dòng chảy tử sinh nó cuồn cuộn, cái dòng chảy của cảm thọ vui buồn của các vị nó cũng đang cuồn cuộn. Các vị phải làm thế nào thực tập từng ngày, bằng không thì chúng ta làm không có kịp, làm không có chuyển, kéo lại không có được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái điều phiền muộn hơn nữa là người già chúng ta, cái năng lực ý chí thì mình chuyển quá thân tâm á. Mình nói thế này các vị lớn tuổi đừng buồn nha, nói rất là thật thà, mình thấy sao nói vậy. Thưa các vị, là người già cái năng lực ý chí để chuyển hóa thân tâm để tu tập thì chúng ta không có khả năng mạnh mẽ. Thế nhưng mà cái năng lực mạnh mẽ nhất của người già là những cái ưu tư phiền muộn nhớ về quá khứ rất là giỏi. Những cái gần đây thì không buồn nhớ làm gì, nhưng mà những cái giận hờn 20 năm trước nhớ như in, cần gọi cái nào cũng nhớ lại ngay à. Người già giận rất dai, buồn cũng rất lâu. Người trẻ thì thưa các vị, cái điều kiện để buồn để giận của họ nó ít hơn chúng ta. Họ có thì giờ đâu để buồn để giận. Họ đi vào đời, bao nhiêu công việc đang hút đời sống họ, họ phải chạy vại làm ra gạo ra tiền, và tương lai đang ở phía trước đang đợi chờ. Các vị hỏi mấy đứa bé mà coi, nó không có nhớ quá khứ nhiều đâu. Muốn biết quá khứ thì hãy hỏi người già. Người già nào cũng trả lui về quá khứ. Điều này nó tất nhiên thôi, do vì họ đã trải nghiệm đời sống 50 năm, 70 năm đã dài, đã đi ngang qua. Thứ hai nữa là, thưa các vị, là não của họ, những cái nó in vào tâm thức hồi bé nó rất đậm, nó khó xóa vô cùng, và có cơ hội là nó tràn lên. Cho nên tuổi già chúng ta nó có hai cái thất lợi. Thất lợi thứ nhất đó là mặt mình nó lưng, không có gan làm nhiều đâu. Thứ hai nữa là cái năng lực ý chí nó cũng theo với sự lão hóa của thân nó xuống cấp, cho nên mình tu tập nó rất là chậm. Mình không nói đâu xa, Đức Thế Tôn thành đạo năm bao nhiêu tuổi các vị biết không? 35 tuổi thành đạo rồi. Ngài tu bao nhiêu tuổi biết không? 29 tuổi tu rồi. Thế nhưng mà Ngài biết thiền rõ lúc 8 tuổi, chứ không phải 29 tuổi mới tỏ thiền đâu. Cho nên mình đừng nghĩ đợi tới già, hãy tu lúc còn trẻ, rất là cần cái sự tu tập lúc trẻ. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, chùa chiền trên đất Mỹ này vô mà tìm người trẻ thì không có ra đâu. Nhìn đây thấy. Cho nên thưa các vị, để an ủi tuổi già, tôi nói tu mới 30 tuổi à, tôi nói tu trẻ lắm, trên 60 nhưng mà cứ thấy mình 30, ai làm gì mình đâu. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái con đường chuyển hóa rất là khó khăn. Và cái điều đầu tiên chúng ta nên nhận biết, bộc lưu nó có mặt, đó là cái dòng chảy tử sinh nó cuồn cuộn, nó lôi đi các vị. Mình hình dung là mình rớt vô dòng chảy đó là không ai cứu mình được hết, thánh cũng không kéo mình được nữa. Nếu cái đường ống của đập đa nhiên đó, người ta muốn cứu được người, người ta phải đóng nước lại, nước dừng chảy thì cứu sống được người, phải không? Mà nước chảy thì
anh không có chạy theo anh nắm tay nắm chân gì của người kia được hết. Thế thì dòng chảy tử sinh cũng vậy, thưa các vị tắt được dòng bộc lưu, tức là tắt được cái dòng chảy cuồn cuộn trong tự thân của các vị, trong tâm thức của các vị, thì các vị mới vượt thoát được. Chứ còn không ai cứu các vị bằng cái con đường nắm tay các vị hay là nhờ năng lực của bất cứ ai cả. Không có nói là thầy A thầy B gì tụng kinh giùm tôi ráng tôi đi chùa đó để rồi tới chừng tôi gần gần ra Phật, cái quý thầy cô tới đứng bên giường giùm tôi tụng kinh niệm Phật giùm 8 tiếng đồng hồ cái tôi đi theo Phật. Thôi mình đừng tin chuyện đó. Cái xã hội này càng ngày người ta càng phải lý giải mọi điều nó được, chứ không phải là cái chuyện cái niềm tin mù mờ. Mình đến với đạo, thưa các vị, ban đầu thì bằng cảm tính, bằng niềm tin, thế nhưng mà càng đến với đạo, càng tu thì, thưa các vị, mình không thể dùng cái niềm tin để mình trấn an mình được. Cái gì mình phải lý giải cho được bằng cái sự suy nghiệm, và Đức Thế Tôn dạy chúng ta là hãy chiêm nghiệm điều đó nó thật đúng rồi chúng ta mới tin. Cái gì nó xảy ra, cái gì mình chiêm nghiệm được, cái gì mình trải nghiệm thì mình tin. Và trong đời của chúng ta tới hôm nay, thưa các vị, là rõ ràng mọi cái ta có niềm tin vững chắc là do vì ta trải nghiệm ta mới tin thôi. Ta trải nghiệm, ta đã từng phỏng lửa cho nên ta tin lửa nóng, phải không? Ta đã từng uống nước nóng muốn phỏng miệng cho nên ta biết là nước như vậy là uống vô phỏng. Chứ không có cái chuyện là bố mẹ biểu đừng con mà ta nghe đâu. Thằng bé nào nó cũng thò tay vô lửa cả. Thằng bé nào nó cũng thò tay vô nước cả. Thằng bé nào nó cũng đôi lần suýt chết vì nước cho nên mới sợ nước thôi. Và thưa các vị, mọi thứ các vị đều trải nghiệm để cuộc đời của các vị, đời sống các vị trưởng thành như tới hôm nay. Thì kể cả cái chuyện tu cũng thế, không phải đến với đạo bằng niềm tin mà được. Không có vỗ về ta bằng cái chuyện là cứ yên tâm bỏ tiền vô đây rồi mai mốt có được cái ghế trên cảnh giới thiên đường lên đó mà ngồi. Thưa, mình không thể tin về chuyện đó được. Chuyện đó rất là mù mờ. Mình phải làm thế nào tu tập có mặt cái niềm vui hạnh phúc, chuyển hóa thân tâm ngay bây giờ và ở đây, và mình chứng nghiệm được giáo lý đạo Phật rất là thực tiễn, không hề có chuyện mù mờ, không hề có chuyện so dự thần kinh của các vị, không phải như vậy. Và vị thiên này nói là làm sao vượt bọc lưu, ngày đêm vững kiên trì, không trú không bám víu, ai không chìm vực sâu. Có nghĩa là làm sao vượt khỏi cái dòng cuồng lưu của tử sinh nó đang nhận chìm con là người trong cảnh giới chư thiên. Thế nhưng mà chư thiên không có nghĩa là vượt thoát khỏi sống chết sung sướng như ở cõi trời. Thưa các vị, hết phước cũng rớt xuống nhân gian này, có khi đọa lạc làm những cái con vật bốn chân kia, chứ không phải là đọa lạc làm con người không. Cho nên chư thiên khi mà phước trời hết rồi, các ông rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt, và nó có những cái hiện tượng báo động để cho những vị thiên kia biết là mình sắp hết phước. Hiện tượng thứ nhất là tự nhiên mồ hôi trong người nó chảy ra rất là hôi hám. Hiện tượng thứ hai đó là tự nhiên mình không thích ngồi cái chỗ ghế của một vị thiên nhân nữa, mình rời cái vị trí của mình ra đi. Thứ ba là tâm họ tự nhiên nó hốt hoảng, nó lo âu, nó hoảng loạn. Rồi từ cái hiện tượng của mấy ông tiên sắp đọ, sắp chết, nói cái hiện tượng chết của chúng ta. Thưa các vị, là chúng ta nếu mà sống thông minh á, thì trước lúc các vị mất 6 tháng các vị biết á, nó có những cái hiện tượng báo động để cho chúng ta nhận biết là đèn sắp hết dầu. Nó có hiện tượng như vậy hết. Thế mà đời sống của mình, do vì thứ nhất là mình quá sợ chết, thứ hai là mình chưa từng sống. Chưa từng sống nghĩa là gì? Cho tới hôm nay, thưa các vị, đời sống ta luôn hướng về phía trước, phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Tâm thức mình nó luôn chạy đi, nó chưa bao giờ dừng lại, cho nên gọi là sống. Thưa, mình chưa sống bao nhiêu cả. Mình ăn tới bây giờ là mấy chục năm. Thế mà có khi chưa có một bữa ăn nào thực sự gọi là ta ăn đàng hoàng đâu. Ăn trong cái trạng thái tâm thức rất là vội vàng, rất là cập rập. Nhắc lại ở Mỹ này, người ta luôn tạo cái điều kiện cho các vị ăn mà quên ăn. Không có cần vô uống cà phê đâu, cứ lái xe một vòng rồi lấy đi cà phê đi ra liền thôi. Thì giờ đâu mà ăn với uống, thì giờ phải làm mọi việc. Đang ăn mở tivi coi chương trình này chưa hài lòng, đổi chương trình khác. Vừa nhìn tivi, vừa giải quyết bao nhiêu việc, vừa đọc báo và vừa ăn.
thế thì tâm ở đâu nó bị ăn đấy. Rõ ràng là mình chưa từng ăn. Và thưa các vị, đời sống ở đây, cái liều thuốc để nó giúp cho chúng ta quên đi cái dòng cuồng lương nó đang cuồn cuộn, nó xoáy và nó nhận chìm chúng ta, đó là cái sự bận rộn của đời sống. Nó có ngàn vạn điều bận rộn, nó dẫn dắt, nó nhận chìm đời sống mình để mình quên sống. Để tới tuổi già một chút, thưa các vị, mình đối diện với cái cô đơn, cái buồn bã, mình đối diện với cái chết gần kề, cái mình làm gì để trốn chạy nó? Đủ cách trốn chạy hết. Cái trốn chạy gần gũi nhất ở nhân gian đó là hai ba bà cụ rủ nhau lại, cái bỏ bộ bài tứ sắc ra, hai ba tiếng đồng hồ đi qua nhẹ nhàng, không thể mời ai được hết. Thế thì thưa các vị, chừng 20 cái đĩa hình bỏ vô tha hồ ngồi coi đêm này của đêm kia, nào cô gái đồ long, nào anh hùng xa điêu gì đó, đầy dẫy coi cả ngày cả đêm, coi lần thứ nhất chưa thấy hay, lần thứ hai hay hơn, lần thứ ba hay nữa. Thực ra thì nó không hay đâu, mà do vì mình cảm thấy buồn bã trống trải, mình cảm thấy rất là cô đơn, chịu đựng không nổi, cho nên mình cần có cái gì đó để lấp đầy. Có những ông bà cụ trên đất nước này, thưa các vị, buồn bã vô cùng, cho nên không ai ở nhà hết. Tivi thì không buồn coi, nhưng mà cứ mở cho nó nói chuyện cho có người hữu hỷ cho vui, cứ mở cho nó nói thôi. Nó nói mặt nó, mình thì làm bao nhiêu chuyện thế nhưng mà vẫn mở tối ngày tội nghiệp. Rõ ràng là ta trốn chạy chính mình, trốn chạy nỗi cô đơn, không dám đối diện với chính mình, cho nên tới chuyện chết ngã cái đuôi ra, không thể biết được ngày mình chết. Cái nguyên tắc của đời sống, thưa các vị thiên họ có một cái hiện tượng chết đến với họ, con người ta cũng thế, loài động vật thấp hơn con người. Thế nhưng mà nó biết được cái chu kỳ trả hình hài của nó, cho nên tới gần lúc chết, nó đi về một cái tha ma mộ địa nào đó để nó bỏ hình hài của nó. Tôi đố các vị tìm ra được cái ngà voi, tại sao vậy? Trước khi chết, nó tìm về một cái vùng rất là yên, rất là vắng, loài người tìm không ra đâu. Nó về đó, nó bỏ xác ra đó. Loài cá voi nó lớn vô cùng, nó là vua của biển cả. Mỗi một năm có một lần, nó du hành từ Bắc Băng Dương xuống miền Nam và nó đi trở ngược lại. Nó đều đặn theo cái chu kỳ như thế, nhưng mà người ta không tìm ra được xác con cá voi ở đâu cả. Nó sinh thì họ biết, nhưng mà nó mất thì họ không biết nó ở đâu cả. Do vì cái linh tánh của nó đủ biết sắp rời hình hài, sắp trả cuộc sống về cho vô thường, cho nên nó tìm về cái tha ma mộ địa của nó để nó bỏ xác. Ông bà ta trong quá khứ biết được điều này, làm được điều này. Gần chết kêu con cái ở nhà để đừng đi, tối nay bố từ giả tụi con mà bố đi. Trước đó 3 tháng mua hòm về để sẵn, sơn phết đàng hoàng, chăm sóc cái hòm như chăm sóc cái nhà. Tối vô nằm thử có ấm không? Họ sống đẹp, họ biết sống, đời sống họ thanh nhàn hơn ta. Họ không có tìm mọi cách để vượt thoát đời sống của chính họ. Họ không có mời tất cả những thứ bận rộn về để làm tràn đầy tâm thức của họ. Họ sống thanh thản một đời, cho nên tới lúc chết, thưa các vị, họ thảnh thơi, sinh ký tử quy đến thì gửi thân nơi mặt địa cầu này, về thì về với ông bà ta thì nói thế. Rõ ràng là không sợ. Cho nên đối với các vị thiên nhân, cái hiện tượng chết nó đến với họ, họ biết. Đối với loài người, nếu ta sống đàng hoàng ta biết ạ. Chứ mình đừng nói là tôi phải niệm Phật thế này rồi tôi mới biết được ngày giờ chết. Thưa ông bà mình hồi xưa có biết đạo Phật là chi đâu, không biết ăn chay ngày nào đâu, không biết tới chùa làm có việc phước thiện gì đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ thế hệ của các vị già, các vị lớn tuổi đây đã chứng nghiệm điều này, thấy ông bà mình đến đi chết sống rất là thảnh thơi. Và thưa các vị, là các vị thiên, mình nói quanh đây mình trở lại, cái chu kỳ tuổi thọ của họ nó có khi hàng triệu năm. Đời sống của họ do cái phước nghiệp nhân gian rất là lớn, cho nên sinh cõi trời thì họ không phải bận rộn như chúng ta. Tưởng y chí, tưởng thực lai, tức là nghĩ tới áo thì có áo đẹp mà, không có cần ra shopping đợi hàng sale gì đâu. Nghĩ tới cái áo đẹp là áo đẹp dính trên thân liền.
nghĩ tới thức ăn, thức ăn có mặt lên trước liền, không có nấu nướng dọn dẹp gì hết. Và tối ngày cứ rong xe trời đi chơi đó đây thôi. Các ông tiên nam thì tha hồ đi theo mấy cô tiên nữ và không cần bận biểu gì cả. Cảnh giới của người ta được làm bằng phước lành nó như vậy. Thế nhưng mà do vì thiện nghiệp của họ đã tạo giữa nhân gian, cho nên tâm thức của họ nó không có ái nhiễm như chúng ta nhiều. Nó không có thiền não khổ đau, không có ganh tị, và chắc chắn là không có chuyện đánh ghen ở trên thế giới cõi trời đâu nha. Không có. Họ sinh về đó do phước lành, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta nhiều nỗi lo trần trọc cho nên chúng ta rất là khác. Thế nhưng mà tội nghiệp cho họ là dù cho tuổi thọ nó dài tới cả nghìn năm, nhưng mà hết phước trời rồi thì cái nghiệp quá khứ đó là cái nghiệp đọa lạc vào súc sinh, thì họ vẫn đọa lạc vào súc sinh. Cho nên có những vị thiên bỏ ra một kiếp làm trời, du hành qua rất là nhiều hành tinh trong không gian mênh mông vô cùng vô tận này, để tìm thử coi có một cái thế giới nào mà không sinh không diệt không. Tức là cái thế giới đó không chết. Thế mà bỏ cả một kiếp làm trời tìm không ra cái thế giới nào không sinh không diệt cả. Có một bài kinh trong Tân Bộ Kinh, có vị thiên tên là Rohini mà. Ông đến thưa với Đức Thế Tôn điều đó. Và Thế Tôn xác nhận đó là không hề, trong không gian mênh mông vô cùng này không hề có một thế giới nào không sinh và không diệt cả. Vị thiên nói dạ đúng, điều Đức Thế Tôn nói con tin được. Tại vì con đã từng bỏ một kiếp làm trời tìm thử cho có một nơi nào mà con người nữa đó không già không chết, mà con tìm không ra. Và các vị nhớ là các vị có biết Đức Thế Tôn nói một câu kết luận như thế nào không? Thế Tôn nói, ta quên nói cho ông biết một điều là cái thế giới mà không già, không chết, không sinh, không diệt, không phải chuyện ngoài. Ngay trong hình hài một trượng mấy của ông đó, trượng sáu ông đó, có một thế giới không sinh, không chết nằm ở trong hình hài năm quyển của ông. Ông tìm ra đó thì gặp. Đó là cái bài kinh kết luận rất là hay. Thế những cái chuyện chúng ta bàn là cái vị thiên này rất là băn khoăn. Cái câu hỏi rất là quan trọng đó là làm sao vượt được bọc lương, làm sao không chìm xuống vực sâu. Và hỏi cái gì? Con đường nào Đức Thế Tôn dạy cho con để vượt thoát sinh tử, đạt được niết bàn. Và thưa các vị, rất là nhiều bài kinh đều đặt cái vấn đề này lên làm căn bản. Và trong truyền thống thiền hay là trong truyền thống tu của chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự ham tu, chúng ta cũng đặt cái vấn đề này làm căn bản à, phải không? Mình đến kho báu, thưa các vị, không phải mình lượm mấy thằng bạc kẽm đâu, cũng không phải mình lượm mấy thỏi bạc đâu. Nếu kho báu đó mà kim cương nè, vàng nè, bạc nè, đồng nè, chì, sắt, thì các vị chọn thứ nào? Kim cương chứ, phải không? Mình đến với giáo lý Đạo Phật, thưa các vị, không phải mình chọn những cái tầm thường là vài ba đồng bạc kẽm, tức là có một chút niềm vui, có một chút an lạ, có một chút tình bè bạn, bạn đạo, hay là tìm một chút cảm tình với vị thầy để vị thầy thương mình tới chừng mình chết ông tụng kinh, không phải chuyện đó. Cái mái nhà tâm linh đó là cái điều kiện cạn và gần gũi nhất để chúng ta làm quen với con đường tâm linh, để từ đó mình đẩy cuộc đời mình lên cao, để từ đó mình khám phá vào cái chiều sâu bên trong hình hài của ta, để khám phá được cái gì không sinh không diệt, chứ không có nghĩa là mình tìm một chút bạc kẽm ngoài nhân thế này. Nếu kho đó là kho kim cương, mình phải tìm cái đó. Và thế thì cái câu hỏi tất cả người tu chúng ta đặt ra không phải là có cái pháp môn nào cho con bớt buồn, không phải có cái pháp môn nào để cho con đừng có bệnh hoạn, không phải cái chuyện có cái pháp môn nào con tu để cho con của con nó có hiếu, hay là để cho con có tiền nhiều, lại Phật Phật thương con để mai con trúng số. Thưa, tất cả cái đó đều là bạc kẽm đó, là chưa xứng đáng được gọi là vàng, chưa xứng đáng gọi là bạc gì cả. Nó là những đồng kẽm bé nhỏ thôi. Ta hãy tìm kim cương. Kim cương là gì? Các vị thiên, các vị biết là 1000 tuổi thọ một đời. Thế mà còn hỏi Đức Thế Tôn một câu là làm sao vượt khỏi bọc lưu, có nghĩa là làm sao vượt thoát sinh tử luân hồi, vượt thoát sống và chết. Rồi mình lặp lại, vượt sống và chết không có nghĩa là các vị tìm tới phương trời nào hết, mà vượt ngay nơi thân của các vị. Trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn nói là trong cái hình hài một trượng sáu của ông,
Ông nếu khéo quay về tiền thì vượt thoát được sống và chết, tử và sinh, vượt thoát cái sự nhẫn chìm của ba cõi sáu đường ngay trong hình hài của ông. Cho nên cái lời của vị thiên này, nếu mà suy rộng ra thì cũng là câu hỏi của mọi người chúng ta. Nếu chúng ta kinh sợ vô thường, kinh sợ cái chết, kinh sợ cái nỗi đọa đài của kiếp tử sinh, hay cái hình ảnh dễ nhớ nhất là các vị kinh sợ cái đường ống của Đập Đa Nhiên mà nó cuồn cuộn, nó đẩy mình để nát vụn thành cám dưới cái tuột biên của nhà máy điện, thì các vị phải gấp rút vượt thoát con đường tử sinh thôi. Đó là cái nội dung của câu hỏi, và chúng ta tóm ý nó lại là như thế. Câu hỏi này nó có một cái hàm nghĩa là làm thế nào vượt thoát tử sinh. Và sợ chưa? Sợ tử sinh chưa? Đâu ngắn gì đâu. Mình nghĩ mình không có vu khống các vị làm chi đâu, nhưng mà các vị nghe nói thì sợ, nhưng mà thực tế thì chúng ta đang chọn con đường sinh tử để đi, chứ ta chưa dám đi cái con đường vô sinh bất diệt. Tại sao? Nếu Đức Thế Tôn nói một câu là ngay trong hình hài ta có cái sinh diệt và có cái không sinh diệt, thì cái điều này nó rất là dễ để chúng ta tu thôi. Thế nào là dễ để cho các vị tu? Các vị nhìn coi, ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này, ngay nơi cảm thọ vui buồn này, cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Thân thì sinh diệt, phải không? Thế nhưng mà cả đời mình gắn mình với thân. Ta vui ta buồn theo thân, ta kiêu ngạo ta tự hào cũng theo thân. Lúc trẻ thì mình có một chút nhan sắc, có cái lỗ mũi hơi cao cao, cái mình cảm thấy cuộc đời ngon lành hơn thiên hạ. Bên má mình mà nó có một cái đồng tiền, cái là mình cảm thấy cuộc đời mình nó rất là kiêu ngạo so với người khác. Rõ ràng là mình gắn chặt đời mình vào thân. Và thưa các vị, thân là cái nó bội bạc với các vị vô cùng, chứ nó không có phải là một loại gì nó trung kiên, nó thề sống thề chết với các vị cả. Ngay cái hình hài của các vị mà nó chưa hề thề với các vị là nó trung trinh với các vị, thì từ cái điều này các vị nhìn khắp thiên hạ, những cái lời thề của thiên hạ thì các vị đừng nên tin tưởng ai có thể trung trinh với mình 100%. Mình nghĩ chắc vậy. Cái này không phải bi quan hay là không phải xúi cho các vị để hồ nghi gì về nhau cả, nhưng mà thực tế nó là vậy. Ngay hình hài của ta, thưa các vị, sớm nắng chiều mưa, mình đâu muốn già nó cứ già, đâu muốn răng rụng mà nó cứ rụng. Mắt của mình thích nó được tinh tường chứ, thế mà lần hồi mắt của mình nó kém đi. Rồi sẽ có một lúc nào đó các vị ngồi khó khăn, đứng khó khăn, nằm không muốn dậy. Lúc đó thì thưa các vị, rõ ràng hình hài rất là bại hoại và nó chối từ cái lĩnh điều khiển của các vị. Tới chưa? Gần tới lúc đó chưa? Có những bà cụ gần rồi, thế nhưng mà vẫn chưa ngán đâu, vẫn cứ gắn chặt đời mình vào thân vô thường, chứ chưa thấy nó là cái thứ phù du bọt bóng đáng sợ. Người thông minh thưa các vị, người ta lợi dụng cái con thuyền để người ta đi ngang qua bờ bên kia, chứ không phải là người ta ngồi đó người ta cứ xanh xoay chiếc thuyền, không phải vậy đâu. Chúng ta đều mượn chiếc thuyền tứ đại này trong một đời để đẩy đời sống tâm thức mình lên cao. Mình làm ăn được giỏi á, rất là khéo tu tập. Cái từ làm ăn các vị đừng có tưởng là tôi đi làm tiền làm gạo chi đâu. Cái từ làm ăn có nghĩa là khéo tu thôi. Làm ăn giỏi thì thưa các vị, trong một đời các vị làm cho đời sống tâm thức của các vị nó vươn lên. Những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó nhẹ đi. Càng già càng thanh thản, càng già tánh tình càng dễ, càng tỏ sáng cái sự rộng lượng yêu thương. Mà làm ăn dở thì càng già càng cay cú, gắt gỏng, khó chịu, hờn giận, bất an. Càng già càng chồng chất đầy những nỗi phiền muộn, thế thì làm ăn dở. Mình làm như thế thì làm tội ai? Làm tình làm tội chính mình, làm tình làm tội tất cả những người có liên hệ với mình. Cứ sợ chết đi được, khó đâm đâm. Và tội nghiệp vô cùng đời sống chúng ta, có khi ta rất là vụng về chuyện này. Mức độ cạn nhất là ta gắn ta với cái sinh tử của hình hài rồi. Ta không thể nhận ra được cái điều gì hay hơn từ bên sau
của đời sống thân này. Và đôi khi mình nhìn đời sống con người, mình thấy sao mình rất ư là vụng về. Mình bỏ một kiếp người đi qua như nước qua kẻ tay không thương tiếc. Các vị thử hình dung thế này: 5 tuổi, 7 tuổi, lúc đó là cái tuổi bé thơ, cái nhu cầu cần ăn để cho các vị lớn, các vị trưởng thành, phải không? Cái nhu yếu của đời sống lúc bé thơ, cái cần nhất của nó là làm thế nào ăn cho nhiều, ăn cho mau lớn để nó trưởng thành, nó đẩy đà. Thế rồi hình hài nó phát triển đủ rồi thì cái nhu cầu thứ hai nó kế tiếp liền, đó là cái nhu cầu của tính dục phát triển trong đời sống của nam và nữ. Lúc bây giờ thì mình đi ra đường, mắt của mình chớp lia, mình nhìn ai mà phải lòng cái mình rước họ về. Mình ngỡ đâu là hẹn hò trăm năm, thế nhưng mà rước về mới ba bữa là cơm không lành, canh không ngon. Thế thì trong cái lúc đời sống mà tính dục phát triển á, thì ta chạy theo cái phát triển của tính dục, ta vướng vào thêm một nỗi phiền muộn bất an. Rồi thế thì cứ mãi điều hành về cái chuyện là làm sao cho an lạc, làm sao cho hạnh phúc, làm sao cho điều hòa đời sống gia đình. Loay hoay bao nhiêu năm mới hết. Có người 70 tuổi chưa hết đâu, vẫn cứ cắn ó với nhau, sống với nhau là một cực hình. Thế mà bỏ nhau thì bỏ không được, bỏ nhau thì cô đơn quá. Bỏ nhau được vài ba tháng thì tới năn nỉ khóc lên khóc xuống: thôi cho tôi xin về, tôi làm mọi cách, cực mấy tôi cũng chịu. Về ma bữa gây gỗ với nhau, kêu cảnh sát tới giải quyết giùm. Là đời sống của mình nó quay vậy đó, rất là tội nghiệp. Và các vị nhìn coi, rất là nhiều trường hợp xung quanh chúng ta là như thế. Mình gắn chặt mình vào thân, rồi đến một cái tuổi nào đó, thưa các vị, thì hình hài các vị nó bắt đầu nó kêu gào, nó than khóc, nó suy thoái, nó kiệt quệ. Tật bệnh ốm đau nó tới, bắt đầu ta lo lắng, khốn khổ vì cái chuyện tật bệnh nó đến với ta. Thế thì một vòng tròn ở đời người, mình kiểm tra cho mình làm được cái gì đối với cái hình hài tạm bỡ mình mượn đây. Mình không đủ thông minh để làm gì cả. Mình sống theo nó, mình hội nhập, mình luyện đời sống mình vào nó, thấy nó là mình chứ không phải thấy nó là vật sở hữu của mình. Mình luôn bị lệ thuộc nó, luôn bị nó khống chế, luôn bị nó dắt dẫn, nó sai sử, và nó nhận chìm mình cũng cái hình hài này thôi. Mức độ cạn của đời sống vật lý đó là mình không đủ thông minh để thấy là trong hình hài một trượng sáo này có cái trạng thái niết bàn, vô sinh bất diệt, không tìm ra được. May mắn lắm mình gặp được chánh pháp Đức Thế Tôn, mở được con mắt, thấy được đạo, thì thập thò vào cái chuyện tu thôi. Chứ còn thưa các vị, để có được cái dũng lực, có được cái hùng lực, có được cái bồ đề tâm nó rình rực để các vị tu, thì thưa có khi không có dễ đâu. Cho tôi làm công việc bố thí cúng dường, tôi làm được, bắt tôi ngồi tu khổ chịu nổi. Làm mọi việc hướng ngoại làm dễ các vị, còn làm cái việc hướng nội thưa nó khó chứ không dễ đâu. Có khi bản thân có những người tu sĩ xuất gia chưa chắc gì đã làm được cái việc ngồi yên đấy để tu. Tôi nói chỉ cho xa, nói tôi thôi. Tiếp xúc các Phật tử dạy kinh thì hăng hái, thế nhưng mà cắt hết thì giờ ông cho đi dạy bắt nội góc núi tu dường như cũng hơi buồn, chuyện nội nói chi ai. Thế thì thưa các vị, cái con đường hướng nội nó không phải là chuyện dễ làm, do vì chúng ta chưa kinh sợ tử sinh, chúng ta chưa ngán con đường sinh tử thôi. Đó là cái điều đầu tiên, các vị đã gắn chặt đời sống các vị vào thân rồi. Cái thứ hai, nó tinh và nó mịn hơn, và cái này khó gỡ hơn nữa, đó là vui buồn của các vị nó vừa sinh khởi là các vị vội vàng đồng nhất mình vào nó ngay, thấy tôi vui tôi buồn ngay, để nổi để chìm, để sầu để khổ, để bất an thôi. Và trong đời sống này thưa các vị, không có người nào vượt thoát được cái cảm thọ này cả. Chưa cần nói cái chuyện buồn vui của chính tự thân các vị. Tôi mà thuộc những cái bài thơ mà nó làm rai rứt lòng người, tôi đọc một vài đoạn các vị nghe sụt sùi quẹt nước mắt ngay. Tôi mà hát hay, tôi hát vài bài đủ đánh động tâm thức các vị thì các vị cũng khóc như chơi, có phải không? Rồi bỏ một cái cuồng phim, đọc một trang truyện thôi các vị, tất cả những điều đó nó có khả năng tác động làm cho cảm thọ các vị sinh khởi.
và nỗi buồn nó dễ dàng vô cùng khởi lên trong cái tim ta. Ai khóc trước mặt các vị lát, các vị cũng khóc theo được. Rõ ràng là do vì mình đồng nhất mình vào cái vui, cái buồn. Mình thấy vui, buồn là mình, chứ không phải của mình. Tội nghiệp ta như thế. Rồi nhìn coi cái cuộc đời mình từ lúc bé tới giờ. Thưa các vị, rõ ràng là mình làm mọi việc để giải quyết ngần nó việc thôi à. Làm thế nào để có được hạnh phúc, có được niềm vui, có được an lạc. Chung quy, ta đi ở cái mức độ cạn của giải quyết những cái cảm thọ đời người. Mà cảm thọ thì sinh và diệt, đến và đi, mất và còn, có và không. Đổi thay, muôn vạn hình thức chưa bao giờ dừng cả. Mà mình cứ đồng nhất mình vào nó thì mình chọn con đường gì để đi đây? Con đường tử sinh chứ không phải con đường vô sinh bất diệt. Phải không? Tầng thứ hai thôi là các vị thấy các vị vượt khó không phải dễ. Tầng thứ ba gọi là bọc lưu đây. Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó là một cái dòng cuồng lưu, nó chảy rất là mạnh. Các vị thử hình dung có lúc nào mà trong tâm thức các vị nó dừng tiếng nói thầm đi không? Không hề. Thậm chí trong giấc ngủ ta cũng chưa dừng được cái tiếng thầm thì. Cái tiếng thầm thì đó nó biểu hiện ở mức độ thô, thì nó hình thành những cái giấc mộng của các vị, mơ mộng của các vị. Ở mức độ mịn đó thì cái giấc ngủ của các vị nó tạm yên, tạm lắng. Giấc ngủ nó đi vào chiều sâu, nó lại chìm vào hôn mê. Chứ nó chưa phải là cái trạng thái tỉnh giác của các bậc thánh để có thể vượt thoát được cái dòng cuồng lưu của tử sinh. Một là ta nổi trên bề cạn để giấc mơ ta có ảnh có hình. Thứ hai, ta chìm xuống mức độ tinh tế, đó là ý thức vận hành như sóng lao sao lăn tăn, được gọi là cái dòng bọc lưu đây. Hằng chuyển như bọc lưu, đó là Đức Thế Tôn nói về tâm thức của chúng ta. Nó chảy như dòng thác từ trên chảy xuống vậy. Ở xa thì mình thấy nó là một mảnh vải nối liền. Đến gần thì có thể múc lên được từng gào, tức là nó rời. Và nếu người ta làm nhỏ hơn nữa thì ta múc lên từng ly nhỏ rồi chia ra làm từng phân tử nước nhỏ. Thức tâm của các vị là như thế. Mình có một chút năng lực tu tập thì nhìn thấy cái dòng chảy cuồn cuộn của tiếng nói thầm thì. Cái sự suy nghĩ nó luôn diễn hành trong tâm thức các vị, được gọi là cái dòng bọc lưu. Thế nhưng mà ngoài cái năng lực thô của tâm thức các vị đang vận hành, nó còn có cái rất là mịn mà con mắt của mình chưa tu, mình chưa thấy. Hơi hiu hiu buồn, hơi gây gây khó chịu. Cái dạng của sân nó chưa khởi, nhưng mà nó thấy hơi bực bực khó chịu, là một loại tâm thức mịn của sân nó đang vận hành. Không sân thì si, không tham thì hờn, không hờn thì giận thôi. Những cái trạng thái tâm hành đó nó nổi lên trên và nó thầm lặng, nó tuôn chảy, không bao giờ rời đời sống của chúng ta. Và thưa các vị, cái tầng mệnh này thì các vị thức, các vị ngủ, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, cả một đời người từ lúc mới sinh cho tới vào trong bốn tấm giác hòm, chưa bao giờ các vị có thể rời được cái dòng chảy của cái dòng cuồng lưu này. Thế thì làm sao ta có thể vượt thoát được cái dòng bọc lưu nhận chìm ta nhố sâu? Do vậy, thưa đại chúng, là điều thứ nhất rất rõ ràng là do vì ta chọn cái con đường để đi, đó là con đường sinh và tử, sống và chết. Ta chọn cái con đường của dòng luân hồi dày để xoay tròn cuộc tử sinh thôi. Cho nên mình làm mọi cách dùng dẫy. Thưa, có khi mình dùng dẫy rất là khó thoát, do vì mình chưa biết được cái con đường để cắt đứt được dòng chảy tử sinh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tội nghiệp thêm nữa là có khi mình biết được cái cách để thực tập, cách để đi, nhưng mà do gì cái tâm thức của mình nó rất là dày, nghiệp thức của mình quá khứ nó rất là nặng, cho nên mình cũng tu thì một bước tới mà lùi hai bước, cho nên cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Bước được bước, thụt lùi hai bước. Cái điều thứ ba, thưa các vị, có khi một đời người mình biết đạo rồi thì tuổi nó, cái đời sống mình nó không còn đủ dài để mình có thể luyện đời mình hẳn vào cái chuyện tu tập để chứng nghiệm được pháp lạc. Do vậy, cho nên vượt thoát được dòng chảy, chư thiên còn băn khoăn hơn nữa là loài người. Và loài người chúng ta
dù chúng ta đến với đạo, nhưng mà nếu các vị khéo giảng trạch được, thì các vị sẽ thấy là mỗi một ngày đến với đời sống các vị phải làm cách nào đó để giảng trạch được cái con đường này là tử sinh này, con đường này là con đường cắt đứt tử sinh này, và khởi phát trong trái tim của các vị một cái tâm bồ đề nó rất là mãnh liệt. Trong 10 giới trọng, 48 giới kinh của Bồ Tát, trong kinh Đại Nhật có một đoạn nói là người nào mà quên bồ đề tâm đó là bị mất giới, người nào quên bồ đề tâm là phạm giới. Chứ chưa nói anh phạm gì cả. Anh mà không khởi phát được cái niềm thiết tha tu tập là anh phạm giới. Cho nên các vị hãy nhớ là giảng trạch được, đây là con đường tử sinh ta phải chấm dứt, đây là cái con đường niết bàn ta phải thành tựu, đó là bắt đầu vào con đường để chúng ta có thể tu tập được. Và chưa đốt được trong trái tim của các vị ngọn lửa thiết tha tu, thì thưa đại chúng là mình cứ bước một bước tới, hai bước lui thôi, không đi đến đâu cả. Và khi các vị tu mà không tiến, không có nghĩa là các vị dừng lại đó đâu. Tu không tiến là lùi á. Cái này không phải mình võ, nhưng mà nó là thiệt. Tại sao? Các vị nhìn hiện tượng cây cối thực vật bên ngoài, cây nào mà nó không lên được một chiếc lá trong một mùa xuân, cây đó chết. Phải vậy không? Nguyên tắc đời sống nó vận hành như vậy. Tu không tiến là gì? Lùi chứ không có chuyện dừng lại ngay nơi đây. Tại sao? Các vị đến với chùa, các vị quy y một năm mà các vị tu không có giỏi, thì tự nhiên là tâm bồ đề mình không có lớn, bản ngã mình nó không tiêu mòn, mà nó lại tăng thêm bản ngã, tăng thêm phiền não, tăng thêm cái nỗi kiêu ngạo. Ngày xưa thì mình chỉ có là một người chủ của một gia đình, vị trí của một người lớn, của một tổ chức nhỏ thôi. Bây giờ các vị đi vô tu, các vị có rất là nhiều người bạn, bạn hữu, thì các vị cảm thấy mình có giá hơn, có uy tín hơn. Rồi nếu các vị là những người Phật tử mà là thí chủ của thầy Từ Nghiễm Trợ Già Lam Tự Viện, thì nếu các vị không khéo tu thì càng ngày càng trở thành khó chịu ra, khó ưa ra chứ không phải khó chịu nữa. Bạn đồng lữ không ai dám đến gần hết. Thầy này của tôi ạ, thầy này của riêng tôi ạ, chùa này của tôi ạ, bao nhiêu cơ đồ sự nghiệp này là do bàn tay tôi làm nên đó. Rõ ràng là tu không tiến mà lùi đó nghe các vị, chứ không có cái chuyện là dừng lại. Và trên con đường tu, thưa các Phật tử, là các vị hãy khéo vô cùng, cẩn trọng vô cùng. Bằng không thì chúng ta đến với đạo, nhưng mà cái con đường phát triển đời sống tâm linh chúng ta không phát triển được, mà phát triển nghiệp thêm, nghiệp phiền não, nghiệp khổ đau. Mình ở nhà mình gây nghiệp cho người thân của mình vài ba người thôi, mình tới chùa mình gây nghiệp cho nhiều người hơn nữa. Cho nên hãy khéo, cẩn trọng. Đó là điều thứ hai mình nhắc để các vị biết là hãy chọn cái con đường, đừng đi con đường sinh tử nữa, và phải phát khởi cái bồ đề tâm rất là dũng mãnh từng ngày. Không làm ăn khéo thì không có kịp đâu. Mình bỏ sinh mạng này không mấy chắc, ngày tháng đi qua, các vị không kéo thời gian lại được, các vị không kéo tuổi trẻ các vị lại được. Các vị không khéo tu thì các vị rớt vào cõi vô thường liền thôi, và sống chết nó không hẹn ngày đâu. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cho các vị lưu ý và cố gắng. Kế tiếp chúng ta chia sẻ vào nội dung của mấy cô kệ này. Mình thấy nói chuyện quanh quanh mà 3 giờ rưỡi rồi đó. Quý vị thấy thì giờ qua rất nhanh phải không? Mình đọc lại cái bài kệ của Đức Thế Tôn đáp Vị Thiên. Thế Tôn dạy: Vị luôn luôn trì giới, trí tuệ, khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mạnh, vượt bọc lưu khó vượt. Đó là 4 cao đạo. Đầu tiên Đức Thế Tôn xác định 2 điều, 3 điều. 3 điều gì? Giới, định và tuệ. Con đường này con đường tất nhiên à. Cư sĩ hay người xuất gia gì tam vô lậu học là con đường rất là quan trọng. Giới, định, tuệ rất là quan trọng. Mình đừng nghĩ là mình học Phật Pháp là không có sự hành trì trong Pháp, thưa các vị, không phải. Ngay lúc các vị học là các vị đã có hành rồi. Và con đường hành trì của Đức Phật không phải là cái con đường cay đắng cực nhọc hành hạ gì thân cả, mà cái con đường phát triển tuệ giác. Trí tuệ mình phát triển đến một cái chừng nào đó thì phiền não lậu hoặc tự nhiên nó sẽ đẩy lui thôi.
Ví dụ ở đời người ta có một quan niệm khác đi về đời sống, thế thì đời sống người ta bớt khổ. Hoàn cảnh không cần đổi thay, anh chỉ cần có cái nhìn khác thì hoàn cảnh tự nhiên nó như vậy, nhưng mà ăn lạc hạnh phúc đến với anh thôi. Tu không có nghĩa là mình làm ăn lương tiền nó lên cao gấp hai lần, không phải như vậy, không cần như vậy nữa. Lương tiền ngần đó, mức thu nhập đời sống gia đình vẫn ngần đó, thế nhưng mà nếu ta nếm một cái hương vị giản dị trong đạo Phật là tri túc thôi, phải không? Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Câu nói của ai đó tôi không nhớ, chỉ như Nguyễn Công Trứ: biết đủ là đủ, đợi đủ biết bao giờ đủ, biết nhàn là nhàn, trong nhàn chẳng bao giờ nó nhàn cả. Thưa các vị, có những người đời sống của họ nhàn hạ vô cùng, thế nhưng mà họ cảm thấy khổ vô cùng và không có việc làm, không có việc chi làm, tự nhiên cảm thấy là đời sống mình nó rất là trống trải, nó rất là khó chịu, thì giờ nó dư dả quá, không biết phải làm cái chi. Trái lại có những người bận rộn vô cùng, ở trong có được một ngày nghỉ, họ không có được một ngày nghỉ. Thế rồi lỡ mà sở đó cho họ nghỉ thì sao? Họ khổ hơn lúc họ đi làm. Nó rất là lạ. Và cái điều này nó rất là đúng, thưa các vị. Các vị nghiệm coi đời sống chúng ta là như thế. Cho nên cái chuyện tu tập á, thưa, khi chúng ta chuyển hóa được phiền não khổ đau, không phải là cái gì bên ngoài, mà đó là cái điều xảy ra bên trong tâm thức của các vị. Mình học được một bài pháp, học được một câu kinh, lời Đức Thế Tôn, lời của các bậc thánh thâm nhập vào tâm thức ra, thì các vị chuyển hóa được tâm, nâng tâm thức, nâng trí tuệ của các vị lên, thì các vị đoạn sạch phiền não lậu hoặc. Nếu chỉ có định mà không có tuệ thì chưa thể chấm dứt được con đường tử sinh nha. Tuệ giác phát triển rồi mới đoạn được lậu hoặc, chấm dứt được tử sinh. Ta đừng tưởng đạo Phật chỉ có niềm tin, ta đừng tưởng là chúng ta nghe theo quý thầy giảng giải về pháp môn tịnh độ hay cứ niệm 10 tiếng Phật về cảnh giới Di Đà, thưa không phải. Các vị đừng có vụng về luyện cuộc đời mình vào cái chuyện có niềm tin không là đủ, thưa không, không phải như vậy đâu. Lắm người có niềm tin trong nhân gian này, và nhiều tôn giáo xây dựng niềm tin, không phải chỉ có đạo Phật. Sở dĩ đạo Phật khác với mọi tôn giáo là do vì đạo Phật đặt trí tuệ làm đầu, chứ không phải đặt niềm tin đâu. Kitô cũng niềm tin, Hồi giáo cũng niềm tin, Bà La Môn cũng niềm tin. Và trước khi đạo Phật có mặt, 96 tôn giáo có mặt trên đất Ấn, người ta đều khởi phát niềm tin. Hãy tin là về cộng trú với Phạm Thiên, hãy tin là làm mọi việc lành để sinh về cảnh giới Phạm Thiên, vân vân. Đặc biệt giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta đi vào bằng con đường trí tuệ. Và rất là rõ ràng điều này, thưa, rất là dễ hiểu. Các vị có một chút kinh nghiệm về đời sống thôi. Ví dụ như đời sống chúng ta nó ngang chừng với đời sống nhận biết như thế này, thế thì cái khả năng thưởng lãm đời sống các vị nó thấp hơn người khác. Mình nâng đời sống tâm thức mình lên một tầng cao, ví dụ như các vị có khả năng đọc được 3 loại ngoại ngữ, thì người đó, bản thân người đó có được cái 3 dòng văn hóa trong tự thân. Họ có thể thưởng lãm được tiếng Việt, thi ca tiếng Việt, truyện ký tiếng Việt, hội họa tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, có thâm nhập được. Người đó đọc tiếng Anh trôi chảy thì họ có thể đi vào xã hội Mỹ, biết được văn hóa Mỹ, thưởng lãm tác phẩm hay của Mỹ. Mình thưởng lãm thức ăn, thưa các vị, ăn no rồi thì đố các vị ăn được, có phải thế không? Nhưng mà thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, hội họa vân vân, cái loại đó là một loại thưởng lãm, nó tặng cho chúng ta một cái cảm giác sung mãn, nâng cao tâm thức mà nó không chán, không có no. Các vị ngắm bông hoa thôi, các vị thấy đâu có no. Và người nào yêu thích thiên nhiên, thích ngắm hoa, thì các vị ngồi ngắm hoa cả buổi vẫn thấy lòng mình sảng khoái. Do vậy, thưa các vị, trình độ tâm thức mà nâng lên đến tầng cao nào thì người ta làm đời sống người ta giàu có đến tầng cao ấy, chứ không có nghĩa là mình dừng lại ở đời sống thân thôi. Mình thụ hưởng cái vật dục của đời sống, thưa, nó phù du và nó mong manh. Thế nhưng mà những cái cảm thọ về cái phần tâm thức của các vị càng lên chiều cao bao nhiêu thì nó càng mở rộng và nó càng đẩy đời sống tâm hồn của các vị lên cao. Và mình nói bao nhiêu điều để trả lại một điều quan trọng, thưa các vị, trí tuệ rất là quan trọng. Chưa nói trí tuệ Phật pháp,
trí tuệ nhân gian thôi. Các vị mà có một cái trình độ tri thức của nhân gian đến một cái tầng nào đó, thế thì đời sống của các vị tự nhiên nó thay đổi khác. Mình ở trong cái thôn làng của mình bao quanh bằng một lưỡi tre, cái nhìn của mình nó hạn chế trong phạm vi này, thì cái quan niệm về đời sống, cái hiểu biết của mình, cái tâm thức của mình nó chỉ đó thôi. Các vị bước ra khỏi vùng quê hương của các vị, tiếp xúc với đời sống bên ngoài thoáng đãng hơn, mênh mông hơn, cái nhìn của các vị khác hơn. Thế thì từ thế gian cho tới trong đạo, thưa đại chúng, là trí tuệ nó quyết định mọi thứ trong cuộc đời. An lạc, hạnh phúc, khổ đau, vân vân, các vị có thể chuyển hóa nó bằng cái con đường học, con đường của hiểu biết chánh pháp. Chưa nói chuyện hành trì, ngay ban đầu mà ta đọc vào kinh văn, ta cảm nghiệm được lời Đức Phật dạy, bừng sáng trong ta trí tuệ, thì thưa các vị đã đi ngang qua được cái tầng khổ đau của đời người rồi. Nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái nền tảng căn bản ban đầu Đức Thế Tôn đặt ra là giới định tuệ là như vậy. Cư sĩ hay là tu sĩ gì cũng phải đi vào hết. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, trong một cái nó có hai cái kia. Các vị có trí tuệ thì các vị có giới và định nữa. Các vị có giới thì các vị có định và tuệ nữa. Mình đừng nghĩ là ba cái điều này nó là riêng rẽ. Thưa các vị, tu học và phát triển được trí tuệ thì các vị cảm thấy là cái điều tất nhiên là chúng ta phải đặt cho mình một cái khuôn thước, một cái tiêu chuẩn về đời sống để bảo vệ chính mình, đó gọi là giới. Chứ giới không có nghĩa là những cái sự ngăn cấm, nó làm hạn chế đời sống của các vị. Nó là một cái nguyên tắc sống để làm cho đời sống của anh càng ngày càng có phẩm chất hơn, gọi là giới. Chứ không có nghĩa là đừng làm cái này, đừng làm cái kia, chứ không. Nếu được tuệ giác soi sáng thì các vị biết là hình hài ta nó có một cái nhu cầu những cái loại thức ăn mà không thể ăn dầu nhiều nè, không thể ăn béo nhiều nè, không thể ăn những cái chất được ủ lâu năm nhiều nè, sinh bệnh gan nè. Tự nhiên các vị có giới trong cái trí tuệ của các vị phát sinh thôi, phải vậy không? Giới có nghĩa là mình tinh lọc được cái điều gì để nó có lời cho thân và tâm của mình để phát triển đời sống tâm linh của mình, gọi là giới. Hãy có một cái định nghĩa rộng như vậy. Đối với người hiểu biết về thân này thì thưa các vị, họ quý sức khỏe của họ hơn vàng, cho nên đừng hòng ép họ ăn những thứ gì mà nó độc hại đến họ đâu. Có phải vậy không? Đối với người họ biết rõ là sinh mạng họ vô cùng quý, cho nên thưa các vị, dù có liễn buồn, liễn giận, liễn bất an vào họ, nhưng họ không có vụng về chi đến đổi họ ôm cái buồn, cái giận nó qua đêm để họ trằn trọc, bất an, mất ngủ, làm cho họ đau đầu, họ lên máu đâu. Chọc họ giận, đừng có hòng chọc giận được. Tại sao? Họ có trí tuệ, họ biết là giận là tự sát mình trước, chưa phải tự sát ai đâu. Bực bội, bực tức, bất an, sầu khổ, thù hận, tự mình giết mình rồi. Và có trí tuệ là thưa các vị, tự nhiên người ta có những cách xử sự trong cuộc đời này rất là thông minh. Và điều đó nó cho chúng ta nhận biết là người có tuệ là có giới. Và người phát triển trí tuệ tới tầng cao thì khi họ muốn an trú tâm, an trú cũng dễ. Tại sao an trú dễ? Tự nhiên họ nhận biết là cái con đường này dẫn đến cái sự sao động bất an. Cái cách hành trì này làm cho tâm họ an định, lắng được, yên được. Và trong ba phần giới định tuệ thì thưa các vị, cái phần quan trọng nhất có lẽ là tuệ giác á. Phát triển được tuệ thì giới và định đồng thời có mặt theo. Các vị nhìn cái bài kệ Đức Thế Tôn trả lời, các vị thấy nè: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bọc lưu khó vượt. Ta không thể vượt con đường sinh tử, vượt thoát nó bằng con đường nào khác. Không thể khổ hạnh, không thể ép sát, không thể bán hết tài sản để cúng dường cho chùa nọ chùa kia mà vượt thoát được bọc lưu. Chỉ vượt thoát được bằng một con đường duy nhất, đó là các vị tu tập giới định tuệ thì các vị vượt thoát được bọc lưu. Cái điều đáng buồn của chúng ta đó là chúng ta có một cái kho tàng giáo pháp của Đức Phật rất là mênh mông. Tôi chưa nói nguyên cả Tam Tạng Thánh Điển. Tôi nói về cái kinh điển được dịch ra tiếng Việt thôi, thưa các Phật tử. Bốn bộ A Hàm, bốn bộ Nikaya, vài chục cuốn gì đó thôi. Thế nhưng mà
kiếm được một thầy, một sư cô đam mê đọc vào không phải dễ. Mình nói có khi nó đụng cảm nhau nhiều, ví dụ như các thầy cô thích học cái chuyện trời trăng mây nước gì á, mà kinh điển Đức Thế Tôn bày tự giác sáng chói mà đọc vô giống như là mình ăn cơm nếp lâu đời, ngắn dần chết, đọc không nổi. Rồi dẫn nhau đi qua Đông qua Tây học để có cái tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia. Và thưa các vị, cái mũ tiến sĩ mình nói không biết có đụng chạm nhau nhiều hay không. Dĩ nhiên là cái nhu cầu tri thức rất là cần, thế nhưng mà không đến đổi làm cho chúng ta quên cái căn bản, đó là nội điển của chúng ta. Cái áo và cái mũ tiến sĩ, thưa các vị, đó là cái lễ phục được chế tác từ truyền thống của châu Âu. Mà đại học châu Âu nó phát sinh từ nhà dòng đi ra trước. Và nói một cách rõ ràng, đó là mũ miệng của những cái học vị nhân gian, đa phần nó là văn hóa của Kitô giáo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, qua Ấn Độ, ví dụ thế, thì các cái vị giảng sư thông học hàm tiến sĩ cho các thầy các cô đều là những người Bà La Môn giáo cả. Có một thầy tu nào dạy Phật Pháp gì bên đó đâu. Và cái chuyện lạ là người ta cứ đua nhau học hết cái học vị nọ tới cái văn bằng kia. Và có khi tới mình già, mình ra đi rồi, mình không dám tự hào người con Phật xưng mình là Tỳ Kheo Thích Phước Tịnh đâu. Mình xưng là tiến sĩ Thích Phước Tịnh, từng học trường nọ trường kia. Làm như cái từ tiến sĩ đó nó ngon hơn cái từ Tỳ Kheo Tăng. Một dọc dài danh dự chức vị và rất là kiêu ngạo tự hào về học vị của mình, trong khi cái phẩm chất của người tu mình bỏ qua bên, coi nó hàng thứ yếu. Đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần, thưa các vị, tôi thấy một người nào mà cầm cái cuốn kinh văn của Đức Thế Tôn đọc, tự nhiên lòng tôi nó rất là sung sướng, rất là mừng. Lời của Đức Thế Tôn, những cái pháp môn Đức Phật dạy, thưa nó bừng sáng, lời đầy tự giác. Các vị mà đọc Vô A Hàm, các vị thấy Đức Thế Tôn nói người nào thực tập đúng phương pháp thiền tứ niệm xứ thôi, niệm thân thôi và nghiêm chỉnh, không cần một tháng đâu, 7 ngày chứng được thánh quả. Thực sự tu 7 ngày chứng được thánh quả. Và mình đọc kinh văn đó rồi mình thấy là kinh A Di Đà, thưa các vị, chỉ là một cái sự phát triển từ văn học A Hàm để có mặt thôi. Nhược nhất nhược, nhược dị nhược, nhược tam nhược, cho tới nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật, cặp chư thính chúng hiện tại kỳ tiền, vân vân, thưa, đều có mặt trong văn học A Hàm cả. Thế nhưng mà chúng ta người tu, chúng ta càng ngày càng quên gốc. Mình không thấy lời Đức Thế Tôn sáng chói, và mình cảm thấy học cái thứ gì ở nhân gian nó mới hay, còn lời Đức Phật không hay. Trong khi, thưa các vị, nếu thực sự chân chính nhất của người tu, đó là mình không phải tìm cái ăn, tìm cái mặc, tìm cái lợi, tìm cái danh, mà tìm cái gì trong đây? Thoát khỏi dòng chảy sinh tử. Cái quan trọng là như vậy, chứ không phải là mọi chuyện mình bỏ hết nhân gian đi vào già lam tự viện. Không phải mình tìm ra cái vớ vẩn nó làm chi đâu, mà mình tìm duy nhất chỉ có một việc thôi. Thế nhưng mà lâu dần là chúng ta quên mất. Cho nên thưa đại chúng, là hiếm có người tu nào đọc và có học kinh văn nguyên một bộ. Nó sợ lắm, bắt buộc lắm đó. Nói chi đến các vị cư sĩ, các vị Phật tử thì được cái truyền thống của Tịnh Độ Tông dạy cho là không cần đọc kinh, không cần học đâu, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật giảng sinh thôi. Và thưa các vị, mình làm điều này là có tội với gia tài chánh pháp Đức Như Lai, con của Đức Thế Tôn, con của đấng đại giác, chứ không phải đấng đại tính đâu. Đức Thế Tôn chưa hề sinh ta là bậc đại tính có niềm tin, mà Đức Thế Tôn sinh mình là bậc đại giác, bậc chánh biến tri. Thế mà con cái của Đức Thế Tôn là không học giáo pháp của Ngài. Mình thấy các vị linh mục mà thuyết phục cả một gia tài của người ta có một cuốn thánh kinh thôi, thưa các vị. Họ đi đâu cũng đem cuốn thánh kinh để lên, họ làm bất cứ cái lễ lược gì họ cũng để cuốn thánh kinh lên trên. Họ giảng đông tay gì không biết, nhưng mà trước mặt họ luôn có cuốn thánh kinh, có phải vậy không? Còn đệ tử Phật sợ cái cuốn kinh, không dám đọc kinh, không dám giảng kinh, là sao chứ? Rõ ràng là chúng ta coi thường tam vô lậu học, chưa nói đến các bậc thánh chứng quả vô thượng giác, vô học. Ngay cái bước hữu học chúng ta cũng không chịu học. Và đệ tử của truyền thống Nam truyền có khi các sư dạy hay hơn đệ tử của truyền thống Bắc Tông của chúng ta. Người Phật tử Nam Tông vô là họ học kinh Pháp Cú thuộc từng câu
nó tụng từng câu thuộc lòng. Còn chúng ta thì những cái kinh căn bản Đức Thế Tôn dạy chúng ta không có thuộc. Chúng ta bị cái truyền thống văn hóa Trung Hoa nhuộm rất là nặng, cho nên một bề miệt thị kinh điển tiểu thừa, A-la-hán, quả vị tiểu thừa. Thế có khi mình làm, mình học không tới nơi, mình thấy vậy sai lắm á. Đức Thế Tôn là đại A-la-hán đó, quả chánh giác cũng là quả A-la-hán đó. Mình đừng tưởng Bồ-Tát hơn A-la-hán. Cho nên thưa các vị, tam vô lò học là nền tảng căn bản cho người cư sĩ Phật tử, là nền tảng căn bản cho các thầy, các sư cô. Đối với gia tài giáo pháp Đức Như Lai, các vị không học là các vị có tội với Đức Thế Tôn, chứ chưa nói làm cái gì thêm cả. Mình không biết lời dạy của Đức Phật, mình tự hào mình quy y 30 năm, 50 năm, đệ tử của bậc thầy nọ, bậc thầy kia, hòa thượng nọ, hòa thượng kia rất lớn mà hỏi ra thì thưa các vị, không có chút hiểu biết gì về Phật Pháp, chánh pháp của Phật không hiểu biết, mà đi hiểu biết tà pháp thì chẳng rồi. Mai kia mốt nọ người ta nói là tôi có thể giúp giùm anh thọ ký giùm truyền tâm ấn, thế thì ta chạy tới, thấy ai có chút thần thông ta chạy tới. Và trong khi đó thì gia tài giả pháp Đức Thế Tôn dạy không có cái chuyện niềm tin phú quơ. Cái gì lọc qua cái lăng kính, qua trí thức, qua cái sự chứng nghiệm của anh rất rõ ràng, như 2 + 2 = 4, rất là khoa học thì tin. Cái điều đó nó mang lợi ích đến cho thân anh, đến cho tâm anh, đến cho anh ngay bây giờ, đến cho anh trong tương lai thì anh tin. Nó rất là rõ ràng và có thể chứng nghiệm được. Cho nên thưa các vị, con đường giới định tuệ, mình lặp lại, nó là con đường chung cho tất cả những người tu và người cư sĩ. Người mới tập tễnh tu cũng như người tu 50 năm cũng phải đi vào con đường giới định tuệ thôi. Và mình đừng nghĩ là mình tới tuổi này rồi mình buông cuốn kinh xuống. Có một vị hòa thượng tôi rất là kính trọng, ông có một câu dạy rất là hay. Ông nói là từ ngày ông xuất gia tới năm nay 70 ngoài, chưa có một bữa nào không cầm cuốn kinh lên để đọc cả. Đó là hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng Tự Đàm. Lần đó ông lên Đà Lạt, ông nói chuyện, mình nghe một câu thôi, mình phục, rất là nể phục ông cụ đó. Ông nói, từ năm mười mấy tuổi vào chùa cho tới năm nay, chưa bao giờ, chưa có một ngày nào, tôi không đọc một trang kinh đó. Cho nên thưa các vị, nếu các vị là những người có cái nhiệt tình đối với đạo, ham tu, ham học, thì không có trở ngại gì về cái chuyện các vị đọc kinh bằng tiếng Việt cả. Đọc một lần, chưa hiểu, đọc lần thứ hai. Và không ai ngăn cấm ta mỗi ngày đều đọc một quyển kinh. Mỗi ngày không có kinh gì lạ thì ta cứ đem kinh Thổ Môn đọc tới đọc lui, chẳng sao cả. Đó là cái con đường giới định tuệ mà chúng ta phải đi vô. Và cái điều thứ hai, ngoài giới định tuệ mà Đức Thế Tôn nói đây, còn có gì quan trọng hơn đó, vị biết không? Chí siêng năng dũng mãnh, vượt bộc lưu khó vượt. Nếu mình không có dũng mãnh, không có kiên trì, không có chí nguyện lớn thì thưa các vị không thể vượt bọc lưu. Con đường tử sinh nó đã nhận chìm mình rất là nhiều đời. Cho nên kiếp này, thưa đại chúng là cái năng lực mình yếu yếu, cái ý niệm tu hành mình nó không đủ mạnh, thì các vị tu cho vui, không nếm được hương vị chánh pháp. Muốn nếm hương vị chánh pháp, thưa các vị phải làm cho từng tế bào của các vị nó thấm đẫm được Phật Pháp. Tức là mời cái năng lực hùng mạnh, tha thiết, khát khao tu tập nó đến trong đời sống các vị từng hơi thở, thì các vị mới có cái điều kiện vượt thoát được con đường tử sinh. Bằng không thì không có cách nào khác.